Hello cả nhà, thì tranh thủ hôm nay thứ bảy, cửa hàng em mấy anh em tranh thủ lôi xe ra bảo dưỡng nè, thì sẵn em quay cho ngoài xe một vòng, sẵn rồi em báo xe cho mọi người nha, báo giá xe mọi người. Đây. Sáng anh em nổ máy khói nó hơi lên người nha, tại vì xe một tuần lễ á, đậu một tuần rồi cái anh em đạp á, khói ra mịt trời luôn. Đi một vòng nha mọi người. Đây là chỉ mới có hàng một hàng thôi nha mọi người. Em còn quý nè. Chứ hàng hai con tím, hai con đỏ đô. Chứ bên đó gọi ở trong nữa. Nói chung là cũng khá là nhiều á. Đây. Vào phần nội dung chính nha mọi người, thì hôm nay sẵn anh em lo xe ga bảo dưỡng lau chùi kiểm tra nhớt nhau rồi nè, thì em báo giá cho mọi người từ chiếc luôn nha. Đầu tiên đi, con này là Tibo 99 38 nè, hãy qua chính ngạch, máy chưa trẻ luôn á, là đồ nguyên zin, zin bít cây luôn á mọi người. Giá này cũng dễ chơi, nói chung là sẽ zin con mà giá này là cũng khá là ổn á mọi người, 330 mấy triệu nha. Heo zin luôn nè mọi người, bỏ chạy chưa sơn luôn. Đây, tăng lan 39. Đây, tiếp nha mọi người. Sachi 60 tháng 39 ngạch dựng xe thùng nè, giá 280 mấy triệu. Mấy em đẹp lớn quá. Đó con này nha, tên chia 2000, 150 đi 56, giá 230 mấy triệu. Thì bỏ 2000 đầu 41 phải qua chính ngạch biển Bến Tre, giá 300 lẻ. Đó con này, thì bỏ 2000 đầu 42 biển Cần Thơ, giá 290 mấy triệu nha, xe hải quan chính ngạch. 2000 đầu 41 hải quan chính ngạch, giá 280 mấy triệu. 99 đầu 37 thanh lý hải quan, giá 230 mấy triệu nha mọi người. Con này 99 thanh lý toàn quốc, biển số Long An 14687, 190 mấy triệu nha. Quá trời xe mọi người ơi. Con này là củ cọp luôn nè, cặp cầm viên đẹp xuất sắc, đồng hồ đó, kiến viên, củ viên, Tibo 202 đầu 50 luôn á, hải quan chính ngạch, xe zin, giá 520 mấy triệu, đầu cao mát đời luôn rồi mọi người. Con này là Sachia 206 F1 25 ID 85, hải quan chính ngạch, sườn lốc zin, giá 410 mấy triệu nha.
Còn con này nó nhỉnh hơn con kia tới 20 lần nè mọi người. Con này là xe dựng rồi, dựng xe thùng. Hải quan chính ngạch luôn, cũng mini 85 đầu, giá 390 mấy triệu. Này, dàn này thì anh em quá trời quen thuộc rồi ha. Dàn này là dàn tiền đạo của HK Team nè. Con này là anh em cũng biết rồi nè, con này là không bán nha. Đây mấy con này có giá luôn nè, 22 đầu 50 hết. Kiên Giang ngũ quý 3, hải quan chính ngạch 1 tỷ 300 triệu. Đây con này 22 đầu 50 luôn, cũng Kiên Giang ngũ quý 6, hải quan chính ngạch 1 tỷ 500 triệu nha. Tiếp con này 99 đầu 38 à, ngũ quý 2, biển Long An 1 tỷ 1. Đây chà dách biển đẹp Movista thùng 21 đăng ký 2022, biển An Giang 33737, siêu lướt luôn nha mọi người, full sổ 600 lẻ mấy triệu. Đây full sổ là sao, full sổ là nó có cái cuốn sổ này nè mọi người, bản Movista là nó có cuốn sổ như nè. Đây con này là gia giác 2000, hải quan chính ngạch, dựng xe thùng, biển Tiền Giang, biển đẹp luôn, giá 520 mấy triệu nha. Con này cũng gia giác 2000, hải quan chính ngạch, biển Long An 22626, giá 570 mấy triệu. Con này cũng có đồ chơi nữa nè mọi người, ốc titan, heo gamble, mâm ba đao. Tiếp nha mọi người, con này là một con Sibo 110 E109 M12 biển Tây Ninh, giá 170 mấy triệu. Con này Sibo 99 đầu 37, hải quan chính ngạch, giá 280 mấy triệu. Sibo 98 đầu 21, hải quan chính ngạch, sườn lốp green, biển Đồng Tháp, giá 270 mấy triệu. Sibo 98 đầu 24, hải quan chính ngạch, biển Đồng Tháp 11818, giá 240 mấy triệu. Bên em vẫn có chế độ hỗ trợ góp cho anh em nha, đối với những xe mà có mang biển số nha mọi người. Đây, cụ cọp 110 E14M20, giá 320 mấy triệu. Xe zin nguyên con, máy zin chưa trẻ, đầu đầu chưa góp luôn. Đây con này Sibo 201 đầu 45.8, hải quan chính ngạch, sườn lốp green, biển Vĩnh Long, giá 320 mấy triệu. Đây logo green nè mọi người, mâm FX heo green luôn. Tiếp theo nha mọi người, con này là Sibo 202 đầu 49, máy trẻ lần đầu, giá 320 mấy triệu. Con này máy trẻ lần đầu là bên em trẻ luôn đó mọi người, nói chung là chưa trẻ cũng được, nhưng mà em bên em phải trẻ thôi, kiểu như nó tới lúc phải trẻ rồi, kiểu như bạc đạn dên rồi cái này kia heo số đó mọi người, kiểm tra lại nó kêu quá rồi. Cho nên là bên em phải trẻ lần đầu thôi. Sibo 99 đầu 35, máy trẻ lần đầu luôn, đồ nguyên zin, giá 320 mấy triệu. Con này là Sibo 201 đầu 45, hải quan chính ngạch, biển Kiên Giang, giá 300 lẻ nha mọi người. Đây con này ghim cọp, giá 299 nè, 299. Con này bản giá đâu tiêu rồi. Đây bản giá con này, anh em nào thích da dách nè, giá thơm nè, da dách thanh lý toàn quốc, số khung số máy zin, biển Đồng Tháp 47494, giá 210 mấy triệu. Đây đỏ đen nha, có cặp mâm đồ chơi nè.
Đây này cho anh em nào mà ít lúa đâu mà đam mê nè, Aki thanh lý Sibo biển 68 giá 110 mấy triệu nha. Bên em dọn phong cách 2000, nếu như anh em thích 99 thì em xuống 99 cho mấy anh em thôi chứ không có gì hết. Con này cũng vậy luôn, 120 mấy triệu, Aki thanh lý Sibo biển Cần Thơ. Này là hàng độc nè, Suzuki Kit Tăng giá nguyên zin giá 7 mấy triệu. Nova, Nova có 4 món ăn chơi nha, hải quan chính ngạch luôn, 35 39 738, giá 9 mấy triệu thôi. Con này giá thơm cho anh em chơi nè. Kế tiếp là LS, LS hải quan chính ngạch biển Trà Vinh cũng 9 mấy triệu luôn. Con này là LS 125 thanh lý hải quan full 6 món ăn chơi giá 120 mấy triệu. Con này là NSG 150 biển An Giang, hải quan chính ngạch dọn zin luôn nha mọi người, có hỗ trợ góp cho anh em luôn, xe này còn biển số nè, giá 120 mấy triệu. Áo zin bên em còn rất là nhiều nha mọi người, nếu như mọi người thích màu nào thì cứ nói bên này cửa hàng em sẽ hỗ trợ thay cho mọi người nha. Đây, mặt nạ gin, bờ gin, bửng mỡ gà đó, tem gin có luôn. Đây, rồi thì cũng đến lúc mà em dừng clip đây thôi mọi người ơi. Anh em bảo dưỡng xe em làm tiếp, anh em nhảy vô làm tiếp cho nó xong để mình còn làm mấy chuyện khác nữa. Đây, nói chung là cũng còn khá là nhiều xe mọi người. Nói chung là tầm khoảng bao nhiêu đây nữa nè mà chưa bảo dưỡng nữa. Thì em cũng xin dừng clip đây thôi mọi người. Mọi người cũng đã tham khảo giá xe tổng cửa hàng em rồi. Thì em cũng cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Nếu như mọi người thấy hay mà muốn mua xe á thì cứ liên hệ Facebook của em cũng có đăng bài thông tin đó. Rồi, cửa hàng em ở địa chỉ là số 40 khu dân cư Metro, phường Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại cửa hàng 0939 080 609. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Chào tạm biệt mọi người.